bạn đã cần laptop để phục vụ cho công việc và học tập mà những chiếc laptop mới lại quá đắt? Hãy đến ngay Etasy Việt Nam để tìm mua cho mình những chiếc laptop Lineal phù hợp với khả năng tài chính. Etasy Việt Nam, laptop Lineal 99% chất lượng, giá cả ưu đãi nhất thị trường. Truy cập ngay etasy.vn để mua hàng ngay hôm nay. Honda sắp tung xe điện siêu nhỏ, thông minh dành cho đô thị. Mẫu xe điện mini này chính là sự cải tử hoàn sinh của một mẫu xe máy siêu nhỏ của Honda từ thập niên 80 của thế kỷ trước, nhằm đem tới tiện ích cho việc di chuyển trong môi trường giao thông và sinh sống đông dân cư. Honda đã đăng ký tên thương mại cho một sản phẩm xe hai bánh siêu nhỏ với tên gọi là Moto Compacto. Mẫu xe này được xếp loại là xe ga điện, chạy trên mặt đất và được đánh giá chính là sự hồi sinh của dòng xe Moto Compo từ thế kỷ trước. Mẫu xe điện mini được cho là có khả năng gấp gọn lại được và có thể hoạt động như một chiếc xe đạp khi cần thiết. Bản concept về mẫu xe điện mới sau đó cũng đã lộ diện, cho thấy xe có bảng điều khiển như một chiếc smartphone cao cấp. Sự xuất hiện của Moto Compacto dù cho ở dạng bản thiết kế cũng đã khiến nhiều người thích thú, nhất là những cư dân phải sinh sống ở những khu đô thị chật chội. Trước đó thì chiếc xe Moto Compo thiết kế với động cơ xăng 50cc, công suất 2,9 mã lực và có thể để vừa cốp xe Honda City và cất gọn ở trong nhà. Bản xe điện mới nhất của Honda dự kiến cũng là chiếc xe rất nhỏ gọn, đem tới sự tiện lợi. Hơn nữa, động cơ điện của xe có thể dễ dàng sạc với một tốc độ nhanh và có thể trực tiếp sạc từ ổ điện. Theo Vân Long, Dân Việt, 24 giờ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.